nhộm bây giờ nó đăng kênh bạn loạt đi đấy nhỉ, không mà thằng gì Ega Lê gì này, toàn kinh toàn game nên kênh game. Ừ, đừng mình nhạt nhá. Rồi, ok uống trà. Có đèn sáng luôn rồi. Mai cứ ý thôi, đừng có nói đặt gì phạt, đặt đặt ngang đừng có đặt dọc. Cái đặt ngang dựa cho lên. Ô, hết mẹ, khỏi mẹ mà đi, để đi có ý chứ, dọc. Bữa đấy, ấy xong bắt đầu quay luôn. Chỉ có nói quá, quay thì em bật em quay. Chưa biết người bảo vừa bảo quay với con ó chí mà là một quay. Khỏi tay này. Tên chắc cũng chưa ấy đó. Không chị rồi thì chỉnh lục luôn à, được tên đừng sửa sửa khen tị cho đẹp tên tị nữa là vì người ta xuống đi chỗ mô đi lên chơi xong quay được một người. Ừ vậy có chỗ mô xuống đi chúng chúng nghiền đàn thì bảo chúng mô nghiền đàn không biết ta biết đang ấy nhá. Qua mẹ thằng Nghệ An đó lên địa chỉ này đó bọn phát thấy địa chỉ ngay thầy Hòa à gần đây má ấy chứ vô đi rồi xem gần người ta phòng xe chúng ta lườn người ta nghiệp chủ ta quay luôn thật. Địa chỉ này nằm ở Thái Hòa. Cái gì người ta nè gần nè. Ừ, chuẩn quay hay ừ. Ừ. Mà đập bỗng vô phát là toàn Shopee vậy. Ừ. Kẹo nhảy nhạc nhá. Để mắt không cắt. Không em tắt đấy luôn.
quay vlog cũng bình thường. Mấy cái điểm vân vân, mấy điểm du lịch đi vào quay vlog là đẹp. Đẹp. Quay những cái gì góc cổ lại xinh xinh tị được. Du lịch kiểu gì chả gặp. Của anh luôn đi. Thôi gì thì từ đừng đo rồi. Cái chú hồ gom này chú nghi lộc về. Hồ gom này hồ gom đi chắc nghi lộc ấy. Hồ Vinh. Vinh đấy. Vinh, ta đó mua bia. Ừ, ra mua bia là nhiều con sinh đấy. Ừ. Xong rồi mình tìm chỗ du lịch đẹp đẹp nên mình gần gần đi cũng được này. Cái chỗ biển cả đẹp lắm. Nhận lượt bình luận mà tôi không biết. Thì hay hóa. Nếu gần thì sẽ hay hóa nhưng mà trong năm chỗ ngô. Đọc mình chưa được gọi địa chỉ mà rồi đây mực nữa. Nhiều quá, không ăn được. Còn mưa, còn gió to phải. Như tuần trước, mưa bắt đầu kiểu như. Mưa được xong thì ba bốn rồi. Bốn rồi. Quay thì nhiều chỗ quay đấy.
chơi nhưng mà xuống tận biển mà lặt mà về mua mà lấy hả? Ừ, đó mình biển được lặt thấy mà mới xuống rồi quay vlog cùng đường. Xong đi quay xong lặt về bắt đầu lượn tại chỗ luôn sự. Vừa mới xuống xong bắt cái chỗ mình lặt luôn. Và đi ăn ngon mới sướng. Thế phải đi buổi sáng, buổi sáng tập sẵn luôn hả? Ừ, đi sáng, sáng ăn về phát là thuyền về phát đi xuống mình nhảy luôn lại chỗ thuyền luôn. Nhiều chỗ đẹp chiêu vậy hả? Có thể hoa nhiều chỗ đẹp chiêu vậy. Đẹp từ đây mình có thời gian đi không được. Không, như cả vườn hoa này cũng chiêu phết. Suối cả khe to cách nhà bài cây gì. Cùng được chủ chủ cổ cạ với lại chủ khe nước ấy. À. Check cái map cũng ngon tốt. Mình như kiểu Coca Coi ở dưới quán ấy đó. Mình cà phê đó. Ừ. Chẳng qua có cái thằng được cái xuống ừ. Để ấy. Cái khu này thì gồm chắc chạy chạy đi không phải. Ừ, chạy đi 100 năm chạy nhé. Vãi đấy, thở vãi vậy. Than đổ rực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Châu đại chắc. Trong này có khỏi không ta? Hả? Nằm trong có khỏi không? Khỏi ngoài nha, thùng bay ra hết. Được mà sân đi thoảng mà. Kênh game của mình. Kênh review à? Sao nó bị gầy cộng đồng.
Bật viên game hai đang cao sức giảm 13 này. Tội gì lên tên gì con vui mà hữu yep.
7/3 rồi. 7/3 rồi. Thì trình liệm ra để sao hỏi em sao có người ấy. Ôi dạ, hãy tạo một thử chờ tí nữa. Đưa phòng nằm nhậu nhỉ, đưa phòng nằm nhậu nhỉ, chạy chuyện khỏi là chết rồi, chỉ cho bạn nhưng mà phòng thì khỏi là đủ chết rồi.